Đây là trọng tài chính Văn Công Tín. À, trọng tài giao cầu ở trận đấu này là ông Nguyễn Công Hưởng. Đối thủ của Vũ Tranh Thư là tay vợt đến từ Đài Bắc Trung Hoa, sinh năm 2000. Lin Si-yun. Lin Si-yun đã vượt qua tay vợt người Indonesia Susanto ở vòng 1 với cùng tỷ số là 21-15. Anh Thư là người mặc áo xanh thi đấu ở phần sân gần với màn hình của quý vị. Còn đây là tay vợt người Đài Bắc Trung Hoa Lin Si-yun, vừa có điểm số đầu tiên cho hạt giống số 7 người Đài Bắc Trung Hoa. Và gõ cầu không qua lưới, 1-1. Như chúng ta đã biết thì anh Thư với một bộ pháp rất đẹp, rất bắt mắt. Trong động tác của anh Thư rất cơ bản và có cảm giác rằng tỷ lệ hỏng ít. Anh Thư đang nhập cuộc khá tự tin. Cầu ngoài. Và đổi công cầu nhanh, nhưng vừa rồi thì Lin Si-yun đã đánh cầu đi sang ngoài. Tiếp tục là một pha cầu ngoài rất nhiều đến từ Lin Si-yun. Cố lên anh Thư, 4-1 rồi. Mọi người hãy cùng chia sẻ nhiệt tình lên, chia sẻ live stream này trên Facebook cũng như là YouTube để cùng cổ vũ cho anh Thư nào. Và gõ cầu rất cảm giác của anh Thư. Cô đã bị đối phương đè cầu rồi. 4-4. Sân số 4, đơn nữ Tung Chin Tung Đài Bắc Trung Hoa thi đấu với Harut Pathevan Lesana Malaysia. Trọng tài chính Lê Tấn Đạt. Thêm một pha xử lý cầu cảm giác tốt nữa đến từ anh Thư. Cầu đi cực kỳ sát lưới, lực đi cũng rất vừa vặn. Anh Thư đập cầu quá hiền và đối phương chỉ cần tạt nhẹ ngang tầm vợt là đã có thể khiến cho cô không kịp di chuyển lên đón pha cầu tiếp theo rồi. Đổi giao cầu 3-5. Cầu ngoài. Điểm cho anh Thư. 6-3. Tiếp tục là một pha cầu ngoài nữa và điểm số thứ 7 dành cho anh Thư.
3 pha cầu lỗi liên tiếp của Lee Si-yoon. Chơi rất lì lợm đến từ anh Thư, mặc dù đã bị kéo lưới rất sát và ở trong thế phòng thủ bị động rồi, nhưng anh Thư rất nhanh. Ngoài mất điểm đến từ Lee Si-yoon, 13 cho anh Thư. Anh Thư xử lý được rất nhiều những pha cầu khó của đối thủ, nhưng ở một pha cầu không quá khó thì cô lại hỏng. Và có cầu nhanh của Lee Si-yoon. Trước đó thì anh Thư đã có những cú vớt cầu rất sát mặt sân với độ khó rất cao. Nhưng vừa rồi thì anh Thư đã không thể thành công. Không thành công với pha cầu xử lý cần cảm giác vợt đến từ anh Thư. 6-11. Đó là pha cầu tốt của Lee Si-yoon. Ngay sau khi anh Thư ngắt được chuỗi liên điểm thì đối thủ Lee Si-yoon cũng giành lại điểm số ngay tức thời.
thử đập cầu chưa đủ khó. Rất hay. Pha vớt cầu, cầu đi rất sát mặt sàn rồi nhưng anh Thư vẫn vớt được và điểm số xứng đáng dành cho anh Thư trong pha cầu vừa rồi. Tốt đến từ anh Thư. Mặc dù quả đập này cũng chưa quá khó của anh Thư, chưa kéo hết ra góc, nhưng anh Thư cũng đã chủ động trong quả đập của mình khi nhận thấy đối thủ có bước di chuyển như vậy. Anh Thư đập cầu về phía góc trái tay của đối thủ. Lại thiếu một chút lực. Ở đầu trận thì anh Thư xử lý những pha cầu vừa rồi với cảm giác tốt hơn. Điểm cho anh Thư 15-8. Công ngoài sân rồi. Điểm cho Lin Si-yoon. Cầu trong. Đó là pha đập cầu tốt đến từ Lin Si-yoon. 10-15. Như vậy là trọng tài xác định cầu ngoài và điểm số cho anh Thư 16-9. Trọng tài dây ở bên phần sân của Lin Si-yoon thì chỉ vào vạch trong, nên mình có chút nhầm lẫn trong pha cầu trước đó các bạn nhé. Điểm số thứ 10 dành cho Lin Si-yoon. Trả ra cầu rất hay của anh Thư, nhưng Lin Si-yoon cũng có một pha vớt cầu hay không kém. Cầu sát lưới và anh Thư đã đẩy cầu dài. Thêm một điểm số nữa cho Lin Si-yoon. Thank you.
không thành công và bỏ nhỏ về góc rộng của anh Thư, thiếu một chút lực. Lại mất điểm đến từ anh Thư, 14-16 rồi. Đập cầu tốt, điểm cho anh Thư. Thêm một điểm số nữa cho anh Thư, 18-14. Lại tiếp tục trở lại với thế dẫn điểm sâu của anh Thư. Năm 18 cho Lin Si Jun. Ở thời điểm này thì cần duy trì sự ổn định trong những cú đánh, nhưng anh Thư lại đang có cảm giác lực không tốt bằng thời điểm đầu của set đấu. Cầu ngoài, điểm cho anh Thư, 19-15. Anh Thư đã xử lý tốt hơn những pha cầu của mình ở điểm số giành được vừa rồi. Trọng tài dây bên kia bây giờ lại chỉ trong. Trước đó thì trong một pha cầu có cảm giác hàng ngoài thì cô lại chỉ ở trong. Bây giờ đây chúng ta hãy cùng xem lại pha quay chậm này. Ngoài rồi nhưng trọng tài vẫn bắt trong. Cái này cũng hơi buồn. Mười bảy hai mươi.
Anh Thư đã lên điểm game point. Có 4 cơ hội cơ. Bây giờ còn 3. Lee Si-jun rất quyết tâm. Cố gắng lên 20 đều đi rồi để cho anh Thư thắng là đẹp. Cầu ngoài, điểm số thứ 21 dành cho anh Thư. Tay vợt đại diện của Việt Nam đã có được chiến thắng khá vất vả, nhưng công bằng mà nói thì anh Thư cũng đã xử lý được nhiều pha cầu khó đến từ Lee Si-jun. Có điểm số đầu tiên cho anh Thư trong set đấu thứ hai. Hơi nóng vội của anh Thư. Và bỏ cầu ngoài của anh Thư. 2-1 cho Lee Si-jun. Lee Si-jun chắc chắn sẽ chơi cực kỳ quyết tâm trong set đấu này, bởi cô đã để thua 21-19, chính xác là 21-18 trong set đấu trước.
pha đẩy cầu ngoài sân của Lee Si-yoon. Lại là một pha cầu ngoài nữa của Lee Si-yoon. 3-2 dành cho anh Thư. Cầu đã đi khá thấp và Lee Si-yoon đã đón được để xử lý trên không từ sớm. Cần gõ nhẹ vào khoảng trống là Lee Si-yoon đã có điểm. 3-3. Đập đi ra ngoài của anh Thư. 4-3. Cầu tốt, điểm cho anh Thư, 4-4. Và gạt cầu hay của Lee Si-yoon, 5-4. Bảng điện tử này nó có kích cỡ cho khuôn hình 16:9 rồi, mình không phóng to được nữa các bạn nhé. Mình đoán là các bạn chắc là xem bằng điện thoại nên là nhìn nó nhỏ, thì các bạn có thể tắt chế độ xoay màn hình đi và quay ngang màn hình ra. Xem trên điện thoại thì cũng phải chấp nhận là nhìn nó bé hơn so với ở trên màn hình máy tính hay tivi rồi. Rất cảm ơn các bạn. Tỷ số bây giờ là 6-4 cho Lee Si-yoon. Cầu trong. Điểm số tiếp tục được dành cho Lee Si-yoon. Và gõ cầu nhanh trái tay nhưng không qua lưới của anh Thử. Anh Thử đã chủ động được trong pha đón cầu trên lưới của mình. Bắt bài đối thủ.
rất hay. Sự tự tin đã trở lại trong những pha xử lý của anh Thư ở hai điểm số vừa qua. Thêm một pha xử lý tự tin nữa. Cảm giác rất tốt đến từ anh Thư. Siyun đã chủ động đón lưới và thành công trong điểm số vừa rồi, 9-7. Chín đều, anh Thư đã quân bình tỷ số. Quá xa, anh Thư đã vớt cầu hơi với và cầu không qua lưới. 19. Cầu hay của anh Thư. Những pha bỏ nhỏ rất khó chịu của Lee Si-ju. Quá hay, anh Thư chơi rất lì lợm và bản lĩnh trước những pha cầu lòng tay khó của đối thủ. Anh Thư bình tĩnh hóa giải và đưa ra một pha chém cầu lạnh lùng. 10 đều. Đập cầu ngoài điểm số thứ 11 cho anh Thư. Anh Thư đã trở lại sau khi bị dẫn tới 4 điểm.
các bạn có thể truy cập ngay shop web thể thao để đặt mua những sản phẩm cầu lông chính hãng. Đặc biệt là trong thời gian diễn ra giải quốc tế Sibucha Hà Nội 2024 thì tất cả các sản phẩm cầu lông tại shop sẽ được giảm giá 10%. Các bạn có thể liên hệ qua hotline là 0823 885 888 hoặc là quét mã QR trên màn hình để có thể mua hàng. Như các bạn đã thấy thì anh Thư chơi tốt trong set 2 sau khi bị dẫn tới 4 điểm. Bây giờ thì cô dẫn ngược lại 2 điểm, 12-10. Công bằng mà nói thì anh Thư cũng đã chơi rất hay trong trận đấu này. Cầu non và Lee Si-jun đã kết thúc dễ dàng, đổi điểm 11-12. Cầu trái tay non của anh Thư. Lee Si-jun rất quyết đoán trong pha đón cầu trái tay và đập cầu treo sân của mình. 12 đều. Anh Thư không được xếp hạng hạt giống ở giải này bạn nhé. Giống ở giải này là đối thủ của anh Thư, hạt giống số 7, Lee Si-jun. Vừa rồi thì hạt giống số 8 đã bị loại, người Malaysia đã bị loại, Kisona bị loại bởi Kim Jo-in. Vừa rồi là pha phong cầu, nhảy phong cầu ngoài sân của anh Thư. Lại một pha bỏ nhỏ nữa của đối thủ bị anh Thứ bắt bài. 13 đều. Quá đẳng cấp, quá khó của Lee Si-jun. Nếu như pha cầu đó cầu qua lưới thì sẽ rất khó cho anh Thư để có thể phòng thủ. Khá may là cầu không qua lưới. 14 đều.
rất cảm giác. Cái hay của anh Thư là pha vỉa cầu trái tay rất vừa vặn trước đó để cô có thể đón được pha cầu sau trong thế thuận lợi để đập cầu chéo sân. 15-14 cho anh Thư. Không kịp phòng thủ thành công dành cho anh Thư. Lee Chi-jun cũng tỏ ra vì sao cô được xếp hạng giống số 7. Hiện tại thì trên bảng xếp hạng Lee Chi-jun đang xếp ở vị trí 85. Trong pha cứu cầu vừa rồi thì anh Thư đã bị đau nhẹ một chút thôi. Hy vọng rằng anh Thư không sao. Bỏ cầu không qua lưới, điểm cho Lee Chi-jun 16-15. Điểm rất đáng tiếc của Lee Chi-jun, 16-16. Và cầu không quá khó thì Lee Chi-jun mất điểm. Và anh Thư đã quân bình điểm số. Thời khắc rất kịch tính của set đấu thứ hai. 17-16. Ngay lập tức thì Lee Chi-jun tấn công dồn dập và ghi điểm. Cầu ngoài. Lee Chi-jun một lần nữa lại thắc mắc về quyết định ngoài, nhưng cảm giác cá nhân thì đó chính xác là một pha cầu ngoài. Cầu ngoài rồi. Không có oan uổng gì ở đây hết. 17-17. Lee Chi-jun có cảm giác rằng đã thấm mệt rồi. Không thể kịp đứng dậy và với cầu. Rất đáng tiếc cho anh Thư. Anh Thư đã ngã một lần trước đó để cứu quả đập của đối thủ. Và cũng bị đau nhẹ ở đầu gối trái. Như này mà trận đấu kéo sang set 3 thì không biết đâu
thế lực của đối thủ cũng xuống rồi, nhưng anh Thư thì đang bị đau. Điểm rất kịch tính của xét đấu này. Không thấy anh Thư đi tập tễnh, hy vọng rằng là cô vẫn sẽ có thể chiến tiếp được. Anh Thư cứu những quả cầu rất hay, cảm giác rằng là cầu rơi cách mặt sàn chỉ còn 5cm nữa thôi và anh Thư vẫn cứu được cầu. Mười bảy nghiêng về Lin Si-jun. Và đó mà anh Thư bỏ cầu qua lưới thì đối thủ không thể di chuyển được. Hết thể lực rồi, Lin Si-jun thực sự là thấm mệt rồi. Cô bị vặn sườn hai quả trước đó. Và lên lưới kéo cầu thì chắc chắn là sẽ hỏng. Nhưng anh Thư lại hỏng trước, rất đáng tiếc. Lại hỏng đến từ anh Thư, 20-17. Lại một pha cầu mất điểm đến từ anh Thư và set đấu thứ 3 sẽ chuẩn bị diễn ra. Tỷ số của set 2 là 21-17 nghiêng về Lin Si-jun.
Mình nghĩ rằng là anh Thư có vẻ như là đến những điểm cuối thì đã có ý định là buông set 2 để vào set 3 rồi. Anh Thư cũng không ngại đua thể lực với đối thủ khi mà Lee Se-jun lúc này cũng đã khá đuối rồi. Vào set 3 thì cuộc chơi là 50-50 thôi các bạn ơi. Dường như là anh Thư đang phải dùng băng gạt để băng lại đầu gối trước khi vào thi đấu set 3. Anh Thư đã có hai pha cứu cầu ở trong set 2. Rất cố gắng và đẹp mắt khiến cho gối trái của anh Thư bị chảy ra. Nếu đây là một trận thắng thì chúng ta có thể coi là một trận thắng chảy ra chóc vẩy của anh Thư. Đã trở lại sân. Cầu tốt, điểm số đầu tiên dành cho anh Thư. Theo quan sát, Lee Se-jun chắc chắn là thể lực đi xuống nhiều rồi. Và anh Thư nếu như có những pha điều cầu tốt để khiến cho đối thủ di chuyển với quãng xa và bị vặn sườn nhiều thì sẽ có lợi thế trong set đấu này. Hai không cho anh Thư. Ngoài rất nhiều, 3-0 rồi. Sân số 3, đôi nam nữ, Chiu Xie Chi và Lee Xie Min Đài Bắc Trung Hoa thi đấu với Na Gan Min và Lee Ju Lim Hàn Quốc. Hơi nóng vội, thiếu chính xác đến từ anh Thư. Đổi điểm 1-3. Trọng tài giây chỉ trong kìa các bạn ơi. Hãy cùng xem lại, chờ đợi để xem lại pha quay chậm. Bị ngay cái mép lưới nó che nhưng cảm giác là trong. Điểm cho anh Thư 4-1. Hay quá anh Thư ơi, 5-1. Thư đã bị đánh lừa cầu.
Cô đã chủ động bắt bài quả bó nhỏ của đối thủ để vô cầu trên lưới. Nhưng Lee Si-jun đã có một lựa chọn đúng khi đẩy cầu sâu cuối sân. 2-5. Vừa nãy có một bạn bảo là anh Thư bị đuối thể lực ở cuối set 2 nên là thua, nhưng mà mình đã nói mà không phải đâu, anh Thư sẽ tăng tốc ở trong set 3 này và đua thể lực với đối thủ. Rõ ràng là anh Thư cũng không ngại khi mà nhận thấy đối thủ đã đuối ở trong set 2 rồi. Những pha xử lý cầu của anh Thư đã cảm giác tốt hơn. Nhưng vừa rồi thì Lee Si-jun rất nhanh. Và gõ cầu vào cạnh vợt của anh Thư. 4-5. Cầu trong. Điểm số dành cho anh Thư trong tình huống vừa rồi. Số đang là 6-4 và em mình đang tìm một cái góc quay chậm để có thể xem lại pha cầu vừa rồi. Chỉ có góc này. Ước gì có thêm một cái cam góc đấy nữa anh ạ. Cầu trong, điểm số cho Lee Si-jun. 5-4. Bây giờ tỷ số là 6-6. Come to mixed double. Parathon Nipporan and Nathamon Liza Thailand. And Chang Kai Cha and Wang Yu Min Chinese Taipei. Empire Nguyễn Đăng Kiên, Service Church, Mai Lăng Hiên. Sân số 2, đôi nam nữ. Parathon Nipporan và Nathamon Lhasa Thái Lan thi đấu với Chang Kai Cheng và Wang Yu Min Đài Bắc Trung Hoa. Trọng tài chính Nguyễn Đăng Kiên, trọng tài giao cầu Mai Lăng Nghiên. Đó là quả đập tốt đến từ anh Thư. Cầu non và anh Thư đã có pha smart chính xác. Cầu ngoài, điểm số tiếp tục dành cho anh Thư, 9-6. Tiếp tục là một pha cầu ngoài. Lee Si-jun chống gối rồi, thở dốc, rất mệt.
Và gõ cầu chính xác đến từ Lee Si-jun. Anh Thư trả giao cầu ngoài 8-10. Bây giờ là 9-10 rồi. Ngoài điểm số thứ 11 cho anh Thư. Vào nghỉ và cùng điều chỉnh chiến thuật nào anh Thư. Tỷ số đang là 11-9 nghiêng về anh Thư. Cầu ngoài 12-9. Tỷ lệ đánh hỏng của Lee Si-jun đã cao hơn trong set đấu thứ 3 này khi mà thể lực của cô đã đi xuống thấy rõ. Việc thể lực của đối thủ đi xuống cũng đã được anh Thư nhận ra ở trong cuối set 2. Và cô đã chủ động buông ở cuối set 2 với những điểm số hỏng liên tiếp. Khó chịu đến từ Lee Si-jun. Chắc chắn là trong tương lai thì anh Thư sẽ có những pha cứu cầu như vừa rồi ổn định hơn. Đó cũng là một pha cầu khó, nhưng đã nhiều lần trong trận đấu này anh Thư vẫn xử lý và hóa giải được những cú đánh khôn lường của Lee Si-jun. Cứu cầu thành công, vẫn rất vừa lực với quả vớt của anh Thư. Cầu đi sát lưới và Lee Si-jun đánh hỏng. Quá hoàn hảo. Và nhảy phông rất khó chịu, nhồi cầu sâu liên tục đến từ anh Thư. Nhưng ngay sau đó thì cô lại đánh cầu ngoài rất đáng tiếc.
Công ngoài, điểm cho anh Thư 14-11. Tiếp tục là một pha cầu ngoài nữa. Từ xưa đến nay thì chúng ta đều biết những tay vợt Việt Nam khi ra đấu trường quốc tế thi đấu với các tay vợt thì thường đuối hơn về thể lực. Nhưng anh Thư lại không cho thấy điều đó. Cuộc chơi cực kỳ bền bỉ và lì lợm, cố gắng để có thể hóa giải những pha cầu khó của đối thủ, khiến cho đối phương bị nản. Và sau đó là từ từ kết liễu đối thủ. Anh Thư chỉ cần giữ vững tâm lý và cường độ thi đấu như thế này là đủ để lạc quan rồi. Pha bỏ rất nhỏ của anh Thư khiến cho đối thủ đánh hỏng. Mười sáu mười hai. Thực ra thì pha bỏ cầu cũng không quá khó nhưng mà đối thủ đã mệt rồi. Lại là cầu ngoài 17-12 cho anh Thư. Nhiều khả năng đối thủ sẽ đánh hỏng. Anh Thư vẫn cứu được những pha cầu khó. Quá hay. Đối thủ cũng kết liễu pha cầu bằng một tình huống xử lý đẳng cấp. Anh Thư mà theo được nốt pha cầu này nữa thì đối thủ bỏ luôn. 13-17. Đôi nam nữ Lin Mingwei và Lin Jinchu Đài Bắc Trung Hoa thi đấu với Nguyen Makoloy và Athia Phovanoy Thái Lan. Trọng tài chính Võ Minh Quân, trọng tài giao cầu Jason Phu. Công bằng mà nói, như mình đã nói rồi thì trận đấu này chúng ta không quan tâm quá nhiều đến việc trọng tài xử cầu trong ngoài như thế nào đâu, bởi vì nếu như anh Thư có giành chiến thắng thì cũng là một trận thắng xứng đáng. Các bạn có thể thấy chúng ta mặc dù đối thủ được xếp hạng giống thứ hạng cao hơn trên bảng xếp hạng nhưng anh Thư chơi rất biết mình biết tả và có những chiến thuật phù hợp ở từng thời điểm của set đấu. Chưa có trọng tài dây nào ra hiệu là cầu trong hay ngoài nhưng cảm giác rằng cầu đã ở ngoài sân. Điểm cho Lin Ji-jun. Pha cứu cầu của anh Thư cũng đã rất hay rồi. Bao thể lực của Lin Ji-jun thêm 3-4 quả nữa là đối thủ tự đánh hỏng hết ngay. Đang cố gắng để có thể kéo dài thêm thời gian, có thêm quãng nghỉ ngắn dành cho Lin Ji-jun.
rất dẻo. Những động tác cực kỳ chuẩn chỉ của anh Thư. Không có dấu hiệu xuống sức. Hãy cứ duy trì như thế này nhé anh Thư. 18-14. Chưa khi nào mà xem anh Thư thi đấu mình lại có cảm giác rằng cô tự tin đến thế. Cứ mỗi pha cầu có khoảng 15 đến 20 nhịp chạm là Lee Chi-jun cảm thấy đuối rồi. Còn anh Thư thì không ngại điều đó. Cầu dài, cầu ngắn anh Thư đều xử lý tốt hết. Điểm số thứ 19 cho anh Thư. Quá hay. Match point cho anh Thư. Tuyệt vời. Tỷ số là 20-14 rồi các bạn nhá. Cầu ngoài sân và điểm số thứ 21 đã dành cho anh Thư. Một chiến thắng tuyệt vời. Chiến thắng rất biết mình biết ta của anh Thư trước đối thủ đánh giá cao hơn. Lựa chọn đúng những thời điểm và thời khắc quyết định để kết liễu đối thủ trong từng trận đấu. Thậm chí anh Thư nếu như cố gắng và quyết tâm thì cũng có thể giải quyết đối phương trong set 3 khi mà cô duy trì cuộc đua về mặt thể lực với đối thủ trong cuối set 2. Tỷ số của các set lần lượt là 21-18, 17-21 và 21-14. Anh Thư ghi tên mình vào vòng tứ kết các bạn ạ. Trận đấu tiếp theo sẽ là trận đấu ở nội dung đôi nam nữ giữa Hồng Kông Trung Quốc và Indonesia.